chạy, càng chạy càng chết. Tại sao không chạy? Hít thở, bình tĩnh, không có gì hết. Tôi không hiểu tại sao người như quý cô đây hả, lại mang cái mạng của mình đến tìm thằng bướm đen dâng tận miệng nó. Định bán mạng vay tiền hả? Không, tôi đến tìm bướm đen là để nhờ anh ta đòi nợ thuê giùm giùm bạn tôi. À, bạn tôi bị bạn trai lừa tiền. À hả? Trước tiên thì cả nhóm mình sẽ trưng dụng nơi đây làm căn cứ. Hả? Nữa hả? Ohayou gozaimasu. Hajimemashite. Yoroshiku onegashimasu. Vì thời gian gấp rút nên ông có thể gửi mail cho chúng tôi, vì chúng tôi cần phải làm việc qua phần mềm Workplace Online ngay bây giờ. Ok, tôi sẽ gửi mail cho anh chứ. Vâng, cảm ơn ông. Và nếu lần này chúng tôi kiểm tra hàng theo ok thì có lẽ chúng tôi sẽ nhập 10 container hàng cho đợt 1. Xong chưa? Đương nhiên là xong rồi. Thì bây giờ mình phải làm gì? Làm gì là làm gì? Thì tất cả những dữ liệu di động của Tài gọi cho ông Mitsu sẽ về điện thoại của mình, và tất cả những dữ liệu máy tính của ông Mitsu và Tài cũng sẽ về với thông tin của mình và ngược lại. Ý tôi hỏi là bây giờ điều gì tiếp theo? Bây giờ ngồi chờ ông vô rồi chào ông đi về thôi, chứ đối tác mà đâu có về không không vậy được. Ông đâu? Vậy chúng tôi xin phép. Xin lỗi,